Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi trưa ngày hôm nay thì có một cái thông tin cũng cực kỳ nóng liên quan đến cái câu chuyện của chị Lan. Thưa quý vị, mấy bữa rày đó thì liên quan đến câu chuyện của Thiện Nga bên bầu vũ trụ đang rất là nóng, bởi vì cơ quan chức năng đã đến gọi là làm việc với những người nơi tỉnh thất Bồng Lai cũng như là triệu tập các luật sư bên phía Thiện Nga. Thì Thanh Quyền không có chia sẻ cũng như là không có gọi là để ý đến cái câu chuyện của chị Lan, cho nên là hai hôm rày đó chị Lan đưa thông tin rất là nhiều trên không gian mạng mà Thanh Quyền cũng không để ý cũng như là không cập nhật. Nhưng mà ngày hôm nay thì khá là bất ngờ, chị Lan lại thông báo một trong những cái tin cực kỳ nóng. Thưa quý vị, hàng loạt YouTuber phải đổi là rội điện rồi nhắn tin cho chị Lan, xin lỗi chị Lan, để mà mong muốn chị Lan rồi là rút đơn. Nhưng mà chị Lan lại nói rằng là phải có một trong những cái thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, rồi liên lạc với chị Lan đi, rồi chị Lan sẽ xem xét để xem gọi là có tha thứ cho đứa nào cũng như là sẽ rút đơn đứa nào trong danh sách gọi là 46 kênh mà chị Lan đã kiện. Thưa quý vị, bên cạnh đó đó thì chị Lan lại thông báo thêm một trong những cái tin liên quan đến 35 kênh YouTube mà bà Nguyễn Phương Hằng trước đây đã gọi là từng tố cáo, thì sẽ có thêm một trong những YouTuber sẽ bị dính chưởng trong cái câu chuyện này. Không biết là chị Lan đó lấy tin ở đâu mà sao lại khẳng định như vậy, mà chị Lan khẳng định lần này nữa là lần thứ hai, thứ ba gì rồi chứ không phải là lần đầu tiên. Thưa cô chú anh chị, trước tiên thì Thanh Quyền xin được chia sẻ cái thông tin liên quan đến câu chuyện mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi chuyển cái đơn về cho Công an quận Gò Vấp theo cái đơn tố cáo của chị Lan. Thì trong cái đơn này chị Lan tố cáo Thanh Quyền cũng như là Hương Quảng Châu, bên cạnh đó là tố cáo luôn cả gọi là Công an quận Gò Vấp cũng như là tòa án gì đó. Cơ quan điều tra không gửi kết luận cho người bị hại, cho rằng là phiên tòa đã vi phạm nghiêm trọng về tố tụng hình sự. Quá ghê gớm thưa cô chú anh chị. Nói chung là bây giờ chị Lan đó, chị ấy rất là mạnh mẽ. Chị tố cáo hết người này đến người kia, rồi sau đó là tố cáo luôn cả công an, rồi cho đến là tòa án quận Gò Vấp đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự. Về cái điểm này thì hiện tại đó, Công an quận Gò Vấp đang gọi là xử lý, thì không biết rằng xử lý như thế nào. Bên cạnh đó chị Lan còn kêu gọi là ai biết cái gọi là cái địa chỉ của thằng Thanh Quyền Vlog cũng như là Hương Quảng Châu thì hãy nhắn tin vào cho chị Đinh Lan. Thưa cô chú anh chị, tiếp theo thì quý vị có thể thấy là chị Lan này mới đây thì có một số những cái kênh YouTube cũng đã gọi là gọi điện nhắn tin cho Lan để mà xin chị Lan tha thứ, bên cạnh đó là mong muốn chị Lan rồi là rút đơn. Nghe cái tin này thì tự nhiên mình cảm thấy rồi mình hoang mang quá cô chú anh chị, hoang mang và hoảng sợ, hoảng loạn, tinh thần bấn loạn quá. Đầu tiên đó là chị Lan nói đến cái kênh gọi là Chat in Sài Gòn đã gọi trực tiếp cho chị Lan, nói rằng chị ơi, em chưa từng vu khống và làm nhục chị, em không nhắc gì chị luôn, tại sao chị tố cáo em? Nhưng mà Đinh Lan gọi là không tha nha cô chú anh chị. Đinh Lan nói rằng là chỉ có 15 kênh không còn nói về Đinh Lan nữa thì sẽ để cho BC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Thứ nhất là Bánh Mì, Lang Thang Đường Phố, Trúc Ngân, Trai Đồng Bằng, Trinh Nguyên Công Tử, đạo diễn Nguyễn Đức Long, Việt Nam Tô Yêu, Gia Cát Phong, Hùng Râu, Hoàng Dớt, Kim Ngân, Thảo Tiên Paris, Long Ngô, Cuộc Sống Bốn Phương và Hoàng Kim Dung là những cái nhân vật mà Đinh Lan dường như là tha thứ, cứ để cho BC01 xử lý. Còn 31 kênh còn lại là đã phạm tội vu khống Đinh Lan, và Đinh Lan đang lưu gọi là 61 video clip luôn để mà tố cáo và nhờ pháp luật can thiệp. Đó là cái tin thứ nhất về cái anh gọi là Chat in Sài Gòn Vlog đã gọi điện cho Đinh Lan nha. Tiếp theo thì có một nhân vật nữa, đó chính là mới đây luôn, chị Lan mới đăng cách đây vài chục phút rồi cô chú anh chị, nói là Quang 1986 đã gọi điện nhưng Đinh Lan chặn số, sau đó là nhắn tin cầu xin Đinh Lan với cái nội dung như thế này: chị Lan ơi, đừng kiện em kênh Quang 86 đây, em có vu khống gì chị đâu mà chị kiện em. Chị Lan ơi, em gọi chị sao chị không nghe máy, em có vu khống hay xúc phạm chị gì đâu, em phản biện. Cũng giống như
chị phản biện các kênh khác thôi mà. Đinh Lan thì trả lời, chị chẳng phản biện kênh nào cả. Chị xem lại đi, chị cũng đấu tố phản biện, chị đi kiện em là sao? Em có xúc phạm chị đâu, em có làm ảnh hưởng chị không? Em với chị không thù oán gì, sao chị kiện em? Đinh Lan thì cho rằng là đừng lấy đề tài chị mà kiếm tiền YouTube nữa, vì công an họ cũng thu hồi hết về thôi, hàng trăm tỷ thu bất chính sẽ bị nhà nước thu hồi. Em phản biện, chị cũng phản biện nhiều kênh đó thôi. Chị có quyền phản biện chị Hằng thì em cũng có quyền phản biện chị. Chị không kiện em, em không kiện chị mà chị kiện em. Thì Đinh Lan nói rằng tôi tố cáo nhưng 45 kia không có quyền xúc phạm tôi, vì tôi tố cáo em thì em phải hầu tòa rồi, là phải rồi, vì hình sự không cho phép ai tố cáo thay nhé. Đừng cho mình cái quyền được vu khống và làm nhục ai trong xã hội này. Rất là nhiều quan 986 còn cho rằng là chị rút đơn đi, em sẽ không phản biện chị nữa, xem như chị không biết gì. Nhưng mà Đinh Lan đó, thì Đinh Lan không đồng ý. Đưa cô chú anh chị, Đinh Lan nói rằng là em muốn nói gì em cứ nói, rồi bên cạnh đó là em có tung bằng chứng gì thì tung, theo luật pháp quy định thì sẽ không có gọi là tố cáo thai được. Nhưng mà thưa chị Lan, người ta không có tố cáo thai, nhưng người ta gửi tin báo về tội phạm thôi chị Lan. Như vậy thì có hợp lý không chị Lan? Thưa cô chú anh chị, ta đâu có tố cáo thai đâu, gửi tin báo về tội phạm để cho cơ quan chức năng xem xét và xử lý là được rồi. Thì đối với cái nhân vật gọi là các kênh YouTube này, đặc biệt là Quan 86, thì Thanh Quyền không có cái gọi là cái quen biết, và thậm chí là cũng gọi là không có thích cái nhân vật này. Trước đây thì cũng có từng phản biện qua lại, mà cho đến thời điểm hiện tại thì Thanh Quyền vẫn giữ nguyên cái quan điểm, đó chính là Quan 1986 là một kẻ gọi là ai mang hai mặt. Cho đến thời điểm hiện tại thì Thanh Quyền vẫn giữ nguyên cái quan điểm này, thưa cô chú anh chị. Chỉ nói gọi là sơ về nhân vật này vậy thôi, chứ còn để gọi là phản biện qua lại trên mạng xã hội thì đối với nhân vật này thì Thanh Quyền gọi là không có hứng thú, thưa cô chú anh chị. Quay trở lại với cái câu chuyện của chị Lan, chị Lan nói rằng là muốn xin lỗi chị Lan á thì phải có một thái độ rồi là ăn năn hối cải, nhẹ nhàng tình cảm, chứ đâu phải là nhắn tin hay là điện thoại rồi đe dọa. Chị rút đơn đi em cũng sẽ gọi là không nói về chị, như vậy là đe dọa chị Lan rồi. Như vậy thì chị Lan không có đồng ý rút đơn đâu. Nghe cái câu chuyện gần đây một số kênh YouTube mà họ điện thoại nhắn tin cho chị Lan để mà xin lỗi, rồi bên cạnh đó là mong muốn chị Lan rút đơn, thì tự nhiên em cảm thấy gọi là hoang mang, hoảng sợ quá chú anh chị. Khi mà chị Lan đang tri lùng kênh của thằng Thanh Quyền Vlog nữa, nhắc đến cho chị Lan, nói thẳng với chị Lan luôn, Thanh Quyền nếu như mà nhận được gọi là cái tin yêu cầu hoặc là đề nghị từ phía cơ quan chức năng để mà hợp tác làm việc bất cứ trong câu chuyện nào thì em luôn sẵn lòng hợp tác. Không có cái câu chuyện giống như là chị Lan để mà người ta triệu tập mấy lần cũng không lên đâu. Với lại giống như Lan hiện tại đó, mời rồi triệu tập cũng không lên. Em mà em nhận được giấy mời là em lên ngay lập tức liền, để mà làm việc theo cái đơn gọi là tố cáo của bất kỳ một nhân vật nào trong cái drama, kể cả của bà Nguyễn Phương Hằng hay cho đến gọi là Thiện Nam bên bờ vũ trụ, thưa quý vị. Bởi vì đó, những cái video clip, những cái nội dung em đăng tải trên không gian mạng, với những cái nội dung đó thì em hoàn toàn phải chịu trách nhiệm rồi, không thể nào thoát được. Nhưng mà thưa quý vị, có những cái cá nhân giống như là chị Lan vậy đó, có những cái lời nói của mình thì lại gọi là không dám nhận. Bên cạnh đó đó thì xóa rồi ẩn video clip rồi vân vân. Thì tất nhiên cái câu chuyện gọi là giải trình thì phải lên cơ quan chức năng, chừng đó lên cơ quan chức năng muốn giải trình gì giải trình. Giống như anh Lân giờ thì gọi là phải chờ giấy triệu tập lần hai, lần một giấy mời không đi, triệu tập lần thứ nhất cũng không đi. Thì trước đây chị Lan cũng đã từng như vậy. Bên cạnh đó là nói rằng vu khống của chị Lan trong cái gửi tin báo về tội phạm, thì trong đó có ghi là trưa 21 tháng 3 tháng 2 thì phải, tòa án nhân dân Gò Vấp tuyên án Đinh Lan thiếu nợ không trả. Thì thật chắc đó, với cái nội dung này thì không biết chị Lan đã xem xét kỹ hay là chưa. Nhưng mà người ta đã chuyển đơn tin báo tội phạm về công an quận Gò Vấp rồi. Thì Thanh Quyền vẫn đang chờ những cái kết quả cũng như là cái động thái mời làm việc của cơ quan chức năng. Và nếu như nhận được thì em cũng sẽ lên làm việc với những cái nội dung mà em đã gọi là chia sẻ, thưa cô chú anh chị. Nhưng bên cạnh đó đó,
Thì trong cái đơn tin báo về tội phạm này thì chúng ta cần nhìn ra một trong những điều, ngoài cái việc tố cáo em cũng như là Hương Quảng Châu, thì chị Lan còn tố cáo thêm, đó chính là Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp đã vi phạm tố tụng. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng nha của chú anh chị. Bởi vì đó, nếu như mà chị Lan tố cáo cơ quan như là tòa án mà nó sai đó, cho rằng người ta vi phạm tố tụng đó, thì đã trở thành tự nhiên là vu khống cho cả một cái cơ quan, là kể cả tòa án luôn rồi. Thì cái điều này chị Lan khá là mạnh, chị Lan rất là nhiều lần rồi tố cáo công an, tố cáo tòa án, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng mà ngày hôm nay thì công an thành phố đã đề nghị về phía công an quận Gò Vấp xem xét xử lý và thông báo cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng đó, cái việc này thì cơ quan công an quận Gò Vấp họ chắc chắn sẽ xử lý và có những cái báo cáo và thậm chí là thông báo cho các cơ quan báo chí luôn. Thưa cô chú anh chị, gần để xem rằng lần này thì chị Lan sẽ gọi là đi về đâu, hoặc là cơ quan công an quận Gò Vấp sẽ xử lý như thế nào trong cái sự việc này. Thì em thì riêng bản thân của em vẫn đang chờ những cái kết quả. Nếu mà cơ quan chức năng yêu cầu hợp tác thì em cũng sẽ sẵn sàng hợp tác. Thanh Quyền xin khẳng định với chị Đinh Lan rằng là em cũng sẽ không bao giờ có những cái câu chuyện gọi là trốn tránh như chính bản thân chị trước đây. Người ta chịu tập mấy lần mà không lên. Rồi bên cạnh đó là như mấy luật sư Thiền Nam được cho rằng là thạc sĩ. Rồi bên cạnh đó là kể cả chị Lan cũng học luật mà. Không biết rằng những người học luật đó thì họ có am hiểu pháp luật thì nhiều hơn em rồi. Nhưng mà đó, họ dùng để mà luồn lách, để mà đối phó với cơ quan chức năng như vậy. Thì không biết là người ta sẽ có những cái động thái gì trong khoảng thời gian sắp tới nha các chú anh chị. Tự nhiên nghe cái tin này thì cũng khá là bất ngờ với cái câu chuyện của chị Lan. Thưa cô chú anh chị, chị Lan nói rằng thì không có quyền tố cáo thay, nhưng xin nhắc lại thì chúng tôi là công dân. Khi thấy một trong những cái câu chuyện nào đó, cá nhân nào đó có hành vi vi phạm pháp luật, thì chúng ta đều có quyền gửi tin báo tội phạm về cho cơ quan chức năng để họ xem xét và xử lý. Chứ đâu ai cái dạy dột mà đi tố cáo thay được chị Lan. Chị Lan nên nhớ cẩn thận cái điều này nha. Thì Thanh Nguyên vẫn đang chờ cái kết quả này. Nhắc lại chị Lan nhớ là Thanh Nguyên sẽ không bao giờ trốn tránh hoặc là gọi là chạy trốn như bản thân chị cũng như là thằng luật sư Đào Kim Lâm. Thưa cô chú anh chị, thì đó là một số cái thông tin liên quan đến chị Lan ngày hôm nay. Tự nhiên nghe nói là một số YouTuber rồi là nhắn tin xin lỗi chị Lan, mong chị Lan rồi là tha thứ rồi rút đơn kiện, thì tự nhiên em thấy hoang mang quá cô chú anh chị. Không biết rằng là quý vị đánh giá như thế nào về cái câu chuyện ngày hôm nay. Mong rằng quý vị để lại ý kiến của mình dưới phần video để Thanh Nguyễn có thể tham khảo hơn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.